cho không? Ngồi chị ra kia cho em ăn ngồi đây. Đi đó. Ngồi chị đi. Đứa nào cũng có phần hết á. Ăn xong cho đi tắm nhá. Ăn xong không? Ăn xong đi tắm không? Được. Đây nè. Cô Mi cũng đi tắm. Cầm cầm nhá, cầm đã nhá. Chưa ăn nhá, bao giờ mẹ cho ăn mới ăn nhá. Đợi các em với nhá. Con nghe không? Con một miếng dưa hấu to thôi. Ăn cho. Từ từ Mi nào. Nào, anh sao cầm này? Không không không. Rồi. Ăn. Từ từ ăn đợi em với. Cung cỡ Mi ăn cầm này. Này. Mi cầm này. Cung cầm này. Rồi. Đấy, ngồi đây, đi đâu đấy. Đã chưa? Mẹ ơi, đi không này ở đâu mà tới? Đi không này đâu ác rồi chứ. Ngon không? Quan từ tốn đấy. Đưa đây nhá, đưa đây nhá. Đưa đây. Được rồi, được rồi. Đưa đây. Ăn hết cái này đi. Ăn hết cái này đây này. Ăn hết cái này rồi ăn tiếp à? Ăn hết là nghỉ. Đi tắm. Ăn hết là đi tắm. Đi tắm con Mi à? Đi tắm con chứ. Được rồi. Còn cái hộp cái hạt này ra uống trượt rồi. Mi ơi. Mi đó mà. Mi ơi. Hạt này hạt cho ăn cái hạt này đi. Tí nữa một cây rơi vào đầu luôn. Ngồi nén cúc cúc. Đây này. Cho Mi đây này. Mi ơi. Cho Mi này. Ngon không? Cô ăn trắng đời đi. Ăn đi. Chưa ăn hết ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Cho xong vào cái hộp. Ngon không? Nhặt mãi không được đâu, mẹ nhặt cho nào. Cúc, ngồi chỗ nào. Hạt này. Úi, rớt rồi. Rồi, ngồi chỗ nào, ngồi xuống nào. Không ăn, cứ ngồi xuống. Đó, ăn đây này. Con ăn miếng này này. Miếng này nè. Rồi, con đi ra cởi quần áo đi, rồi xả nước đi tắm đi nhá. Đây đâu? Đây, cho ngoài đúng đi này. Ừ, cho ngoài nhá. Con ngồi xuống đã. Ngồi xuống đã, mẹ mượn một tí đã. Ngồi xuống rồi tí nữa cho đi tắm. Ngồi xuống. Mimi, con đi ra lấy cho mẹ xả chát với nào.
mẹ ơi cầm con ở trong trong khu về con ở ấp. Rồi, bỏ vào đây rồi, con đi tắm đi. Đi đi, tạm biệt, bye bye. Kẻ cho con với. Con. Rồi. Rồi đi đi. Rồi. Rồi. Con lấy cái miếng mặt này à. Ờ, để tí mặt. Tắm ở đâu? Tắm ở sau nhà. Đi 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 đi. Đi cởi áo mà. Ừ, con tự cởi áo được, đi đi. Tắm sau nhà ấy. Đi đi. Cô mi ăn xong chưa? Cô mi ăn xong chưa? Để con đi tắm. Bỏ vào đây. Bỏ vào đây. Bỏ vào đây. À.